cho phép Quang Minh và Thúy Lan được trở về từ quê hương Đập Lầu và Trường Bom. Xin được kính đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Sự vâng kính chúc toàn thể quý vị thân mến, gia đình là nơi bắt đầu của hạnh phúc, nơi tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc. Và Thúy Lan tin chắc rằng tất cả quý vị chúng ta đang ngồi ở đây cũng đều mong muốn có thể xây dựng được cho mình một ngôi nhà khang trang và lộng lẫy. Và kính thưa quý vị thân mến, ước mơ xây dựng được một ngôi nhà khang trang từ đâu đã trở thành ước muốn bình dị và chính đáng của mỗi con người. Và ngày hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2024, những nụ cười đã được nở trên môi của gia đình anh chị Dương Dẫn khi anh chị đã xây dựng được cho mình một ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, đầy đủ và tiện nghi hơn. Và đó cũng chính là lý do mà toàn thể quý vị chúng ta đã cùng nhau hiện diện, cùng nhau hội tụ trở về đây tại bản lẩy xã Văn Phọng, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La để cùng nhau tham dự chúc mừng tân gia tại các gia đình anh chị Dương Dẫn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cho đến giờ phút này đây, ban tổ chức chúng tôi cũng không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa. Rất trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nhau chào đón lên sân khấu những nhân vật quan trọng, những người đã lập cho chúng ta có lý do có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Vâng, và một chào vỗ tay lớn để chào đón sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng, đó chính là gia đình anh chị Dương Dẫn. Vâng, em xin mời. Vâng, quý vị chúng ta hãy cùng rút những ống kính camera, những chiếc điện thoại smartphone của mình để lưu lại bắt chọn khoảnh khắc cho gia đình chúng tôi hôm nay. Và đã hiện diện trở về với trung tâm sân khấu ngay lúc này, đó chính là gia đình anh chị Dương Dẫn của chúng ta đã cùng hiện diện tại trung tâm sân khấu ngay lúc này để quý vị chúng ta được chiêm ngưỡng niềm vui niềm hạnh phúc của gia đình. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và đúng là lời chào cao hơn bấm cũ, và để thay cho lời chào đến toàn thể quý vị lời cảm ơn sâu sắc chân thành nhất đến toàn thể quý vị chúng ta đã có mặt tại đây, xin được trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta hãy nở nụ cười thật tươi cùng kết hợp với Quang Minh và Thúy Lan, hãy cùng cúi một cú thật sâu thay cho lời cảm ơn đến toàn thể quý vị chúng ta. Xin mời. Còn quý vị chúng ta hãy dành ra 150 tỷ đồng bằng tràng pháo tay thật lớn và một giá để chúng ta chúc mừng cho gia chủ chúng tôi được không quý vị? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và mỗi con người chúng ta ai cũng có một niềm mơ ước cao sang, một khát khao cháy bỏng cho riêng mình, đó chính là xây dựng được một cơ ngơi, một tổ ấm cho riêng mình. Và với sự xuất hiện của toàn thể quý vị hôm nay đã cùng trở về chung vui, niềm hạnh phúc, ngắm nhìn thành quả của gia đình anh chị của chúng tôi, gia đình anh chị Dương Dẫn đã đạt được một thành quả rất đáng kể trong năm qua. Sau một thời gian tích cóp và phấn đấu đã xây dựng được một cơ ngơi khang trang. Có an cư thì mới có lạc nghiệp, đó chính là một câu từ các cụ chúng ta đã truyền đến thế hệ chúng ta hôm nay và vẫn còn nguyên giá trị đến thời bây giờ. Và gia đình anh chị chúng ta đã có mơ ước cao sang trọn vẹn đấy với sự thi công rất là bền bỉ và rất kiên cố của đội ngũ thợ chuyên nghiệp, cũng như là sự vun đắp của hai bên gia đình nội ngoại đã cùng xây dựng cho anh chị chúng ta có được thành quả ngày hôm nay. Và sự hiện diện của thầy tử quý chúng ta hôm nay đã làm nên không gian trang trọng, lịch sự và ân tình của gia đình. Kính thưa quý vị, tại bàn lẩy quê hương chúng ta hôm nay đã mọc lên một căn nhà mới, và hôm nay chúng ta đã được chứng kiến gương mặt rạng ngời, gương mặt hạnh phúc và những cảm xúc đã lẫn lộn niềm vui cùng với anh chị của chúng ta. Và hôm nay vào đúng hồi 11:30 tại quê hương bản lẩy này đây, chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố hôm nay vào hồi 11:30 ngày 21 tháng 10 năm 2024, chúng tôi không để quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm giây phút nào nữa, chúng ta hãy cùng đón chào giây phút huy hoàng và tráng lệ của gia đình anh chị Dương Dẫn của chúng tôi. Thúy Lan ơi, chúng ta hãy cùng tuyên bố chúc mừng buổi đại lễ tân gia đại cát của gia đình anh chị chúng tôi, xin phép chính thức được bắt đầu. Rất trân trọng kính mời cả gia đình chúng ta cùng nhau niềm nở những nụ cười thật tươi đi ạ. Kính quý vị thân mến, màn pháo điện rực rỡ hòa cùng tiếng nhạc và những tràng pháo tay của toàn thể quý vị đã báo hiệu chính thức mừng tân gia đại cát của gia đình anh chị đã có được niềm vui và niềm hạnh phúc đã được lan tỏa đến toàn thể quý vị. Và chính thức từ ngày hôm nay, hai anh chị chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu, cùng nguyện cam cùng khổ để cùng bước vào căn nhà mới xây một tổ ấm bền bỉ và hạnh phúc.
Và ngày hôm nay thì những người làm chương trình chúng tôi đã nhận được một cái sự ủy quyền rất lớn từ phía anh chị, gia đình anh chị sang lớn. Muốn ban tổ chức chương trình chúng tôi có những đôi câu phát biểu thay cho lời cảm ơn chân thành đến tất cả khi chúng ta đã cùng trở về chung vui. Chúc mừng thần gia đại khách của gia đình anh chị hôm nay. Vâng, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe với phần phát biểu tiếng Thái qua MC Thúy Lan của chúng tôi đến từ quê hương Đầm Lâu. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. ใจแซ่บสมัยชื่อเล่นปอแม่พี่น้องฮักเสียงหน่อกระช่างเงินสาวสาวฟ้าไอเอ็มอีไอเสียงเสริมมีกว้างกระจอไม่ให้ดอต่อให้หมดข้าวสารสบอนไอเอ็มอีไอกระจอไอเปลี่ยนไอไทยอ้อยหายก้อนไหนใส่บอนดีกระบะมือขึ้นหน้าบ้านปีเปลี่ยนเต้นหนีกว้างกระจอปีเปลี่ยนเต้นปอดไม่ก็หมดงับก็เดืองเครื่องก็เขียวช่วงห้าทุ่มสองปีตู้สิงตงหลังเสือชื่อเต็มกับแม่ทุนบุญโซเป้ที่ดีหันบี้เมื่อหนาสิ้นกว้าง ที่กระช่างบอดอ้ายบอดเอ็มอีไอกระจังเกียมมหาในเกียมในเงียบเต่าป้อกำเกียมในกำลายปงป้อสู่กระบะเบ๋อจะได้เมื่อซื้อเอาเด็กมาใจเลยเงียบแสตังข้างเนื้อไตจะได้บอสแสตายตังดันมะกอมจะนำแสขนบ้าจดกล่องตุกป้อหนักกอมเด็กหลังเลยสิบังก็ไม่หนอดอกว่าจะบอดอ้ายบอดเอ็มอีไอจังไปหาเบอร์ดังบอได้มอหนังจังหามือจังได้มือดีแสปีก็ไม่มีสันเทคอมจังป้อไอ้บอดน้องมาใจในก้นจังป้อดุ้งแกงตาเมื่อปุ๊บสาวมา ไปบอสเข้าจังตามเมื่อใส่บอสเต้นมาตั้งก็ได้มงเดียวเจ็บงามคดีก็เป็นเฮ่งหลังไม่เอ็นไหลเฮ่งใส่ไม่เอ็นผ่านกระบะเบ๋อจะบานสั้นไปดีจะบอลอ้ายบอลเอ็มกระชังหาได้มือดีเต้นจันมือสั่นเด็ดแช่หมิดแบบเจ็บงามปีนเชี่ยบบัดบ่ามือเจ้าเอ็ดกำเหมือนจิ๊บปีสองปั้นตายเช้าสีกระชังได้ละหาเกิดเมื่อนอนลาก้อนเกิดเมื่อจูคดีอ่อนน้อยเกิดเมื่อหมามาเปย์เถ่าแก่เกิดเมื่อบันเมื่อยืนเกิดเมื่อจูเอาหังเกิดเมื่อนังเอาคองเมื่อสิง
tiền đồng sau bản sám na lại hiện đại xã thành hiện đi chơi đại bản có sang bờ qua bón mè có nhắc hàng nhông tay có phía ba cả mất tùng mất tôm mất đồng bầu sau mười có còn dài nghe trường một chuyên trường xung khởi cách đây cả bản gọt ta có bao nhiêu sản ngần xưa lệ tàn thả tàn ta hàng ý ai ai em để trong bao ngày tinh lại và mẹ tiền đồng và cả hào trên bản chân bấn tì sen khẩu hương về đi nhân mỹ của hai tan chào phòng nướng sau bao mới cả chúc ở ai em tặng hương nàng và bản nhân sân này cây sông tên nhân hay hợp bên thổ hay hương đà nhân đang hợp bên thổ na hương tâm lâm cho ở minh ngân sở tài lầm mi căm sở tài đẻ hãy đi cờ vàng đồn ta cũng biết rằng hôm xưa để cho mấy hạ hả em đang chào hẳn thật mẹ cái đại em ý ai đó. Dạ vâng, và vừa rồi thì có phát biểu không ngắn không dài nhưng trọn vẹn nhất tình của gia đình chúng tôi muốn gửi gắm đến tập thể quý vị bằng câu phát biểu tiếng Thái đến từ MC Thúy Lan của chúng tôi. Một lần nữa xin được trân trọng gửi lời cảm ơn với sự hiện diện đầy yêu thương của tập thể quý vị, chúng ta đã làm nên không gian ấm cúng và trang trọng lịch sự ân tình. Kính thưa quý vị thân mến, và trong buổi mừng tân gia đại cát của gia đình anh chị Sơn Dấn hôm nay thì những cô dì chú bác thành viên của gia đình hai bên nội ngoại cũng đã có sự vun đắp cho anh chị chúng ta có được thành quả những ngày hôm nay, thì một lần nữa được tái hiện và hội ngộ tại sân khấu của gia đình hôm nay để cùng chung chia niềm vui niềm hạnh phúc, thì sẽ có những món quà vô cùng hữu ích và hạnh phúc cho anh chị chúng ta để cùng góp phần xây dựng cho mái ấm của gia đình anh chị hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục hướng mắt về với trung tâm sân khấu để chúng ta hãy cùng ban tổ chức chương trình chúng tôi cùng với gia đình chúng ta đón nhận một tình cảm rất chân thành, rất chân quý của gia đình cháu Nguyên Ương sẽ bước lên sân khấu để trao tặng một tình cảm ấm áp cô chú của các cháu hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình cháu Nguyên Ương sẽ bước lên tặng quà. Xin được trân trọng kính mời. Chào mừng và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các chị, các cô, các chú sẽ có món quà gửi tặng đến tân gia chủ của chúng tôi. Trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau trở về tiếp cận sân khấu để khi ban tổ chức chúng tôi đọc đến tên thì các anh các chị, cô chú sẽ đến trao món quà cho gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, tuy nhiên thì hôm nay có rất nhiều món quà, lên đến hàng trăm món quà rất đặc biệt bằng những tờ tiền polymer rất giá trị và bằng những món quà vật chất của gia đình đã sắm sửa cho anh chị chúng ta hôm nay, nên là chúng tôi sẽ đọc một lượt để gia đình chúng ta hãy cùng bước tiến lên sân khấu. Món quà thứ hai chúng tôi xin được trân trọng kính mời gia đình em Loan Thư sẽ bước tiến cùng với hai anh chị của mình tại trung tâm sân khấu để trao gửi tình cảm ấm áp của mình đã ấp ủ cho hai anh chị từ bấy lâu nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin vâng ạ, và món quà tiếp theo ban tổ chức trân trọng kính mời và giới thiệu với đề sân khấu gia đình em Loan Thu cũng như là gia đình cháu Vân Huỳnh, gia đình cháu chúng em cũng như là gia đình em Toàn Tài ạ. Vâng ạ, trân trọng kính mời những chủ nhân của những món quà chúng tôi cùng nhau di chuyển lên sân khấu để trao món quà cho gia chủ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời.
Vâng, và chúng tôi vẫn tiếp tục hướng thêm những món quà rất tận hạnh phúc, rất tuyệt vời để cùng trở về cùng với trung tâm sân khấu trao gửi cảm ơn của mình cho gia chủ chúng ta hôm nay. Đó chính là gia đình cháu Tâm Cương, gia đình em Cát Thường và gia đình em Tức Kỳ sẽ cùng bước tiến cùng với hai anh chị của mình tại trung tâm sân khấu này đây, trao gửi cái tình cảm, một tình cảm thiêng liêng và quý báu của mình cho hai anh chị. Xin được trân trọng kính mời. Và rất đôi chương trình bắt đầu rất trân trọng kính mời và giới thiệu bắt đầu sân khấu gia đình em Dung Phúc, gia đình em Minh Cường cũng như là gia đình con Tâm Văn và gia đình em Dương Văn. Dương Văn, đó là trân trọng kính mời những chủ nhân của những món quà chúng ta cùng nhau di chuyển, khẩn trương di chuyển lên sân khấu để trao món quà cho tân gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời với gia đình con Mai Xuân và gia đình anh Dương Phần và gia đình em Kiên Trang, gia đình chị Ninh Nghế cũng trở về cùng với sân khấu để tiếp cận cùng với gia đình chúng tôi hôm nay để trao gửi tình cảm của mình bằng những món quà thật hạnh phúc và thật chân thành của mình cho hai anh chị cũng như là cô chú của mình. Xin được trân trọng kính mời. Chúc mừng trở lại và bài tiền đồng ngạc sườn các đề sụ sắp bón mà đề qua cả mong muôn không phổ biết ý ai dường dướn có ba bá sắp bón bong bón nung bón ý bón ai có nhân kiếm ma hà này biết tỏ nhất chip tên chuồng bó cay biết ngất dài tên chuồng bó trong ma hà có ba bá và bài tiền đồng hao chú cơ tở bó phán hướng tà lê tên bắt tăng sân khấu bài chính chảnh đến nơi xin hỏi cho lên bàn bàn đào nổ trong mưng tên ba trong mưng dường nhớ trong mưng hở ý ai dường dướn mà đi để đăng đi phôn pháo xin ông đó. Cảm ơn, và chúng tôi cũng xin được xin chào kính mời với món quà của gia đình em Kiên Trang, gia đình chị Ninh Nghế và gia đình em Cường Sung, gia đình anh Cương Lâm và gia đình em Quỳnh Điệp cũng trở về cùng với hai chị của mình tại trung tâm sân khấu. Và một lần nữa xin được trân trọng với sự ủng hộ và giới thiệu đến toàn thể quý vị chúng ta một món quà đến từ gia đình anh Ống Đặt và gia đình ông bà Toan An, gia đình anh Phó Thủy cũng trở về cùng với hai cháu yêu cũng như là anh chị hai cháu của mình. Xin được trân trọng kính mời gia đình chúng ta. Vâng, một lần nữa các bác ban tổ chức chúng tôi sẽ đồng tiền dành các trao quà cho buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời gia đình em Cường Dung, gia đình anh Dương Lâm cũng như là gia đình em Quyên Kiệp và gia đình anh Ống Đạt và gia đình ông bà Toàn An, gia đình anh Phóng Thủy ạ. Chúng tôi cùng nhau trở về tiếp cận sân khấu để cho món quà cho các gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, và cũng xin được thay mặt chúng ta chủ gia đình anh Dũng Dũng của chúng ta trong buổi chiều hôm nay xin được cảm ơn với món quà rất chân thành và rất tuyệt vời và hạnh phúc của đại gia đình chúng ta hôm nay đã cùng trở về để chúc vui, chúc mừng hạnh phúc, chung chia niềm vui của gia đình. Xin được thay mặt cho gia chủ chúng ta xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành, xin được kính chúc gia đình chúng ta sẽ luôn luôn may mắn, thành công và vui sống sức khỏe, trẻ trong tâm hồn và không gian lý tưởng trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Xin được trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời gia đình anh chị Ninh Nghế và gia đình anh chị Lương Thuần. Xin được trân trọng kính mời. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã hướng tên rất nhiều món quà của gia đình chúng ta, nhưng mà do hệ thống âm thanh của chúng tôi có phần hạn chế về âm thanh để ngã tỏa đến tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng chú ý lắng nghe. Chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng kính mời với sự hồi hộp của gia đình chúng ta hãy cùng trở về cùng với gia đình chúng ta. Một lần nữa xin được kính chúc cho gia đình chúng ta sẽ luôn luôn vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, tốt trong lý tưởng và trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Xin được trân trọng chúc mừng và cảm ơn. Những món quà của gia đình chúng tôi đã được hội ngộ và đã trao tặng cho gia chủ chúng tôi rất nhiều những món quà rất tuyệt vời và rất ý nghĩa và thiết thực, đúng không ạ? Và ban tổ chức chương trình chúng tôi xin được thông báo đến toàn thể quý vị với sự đồng hành của nhà quay phim nhiếp ảnh gia anh Lò Ngọc Vua đến từ quê hương Tông Co, có kênh YouTube là Lò Ngọc Vua
và đáng trở về đây để đồng hành giúp đỡ cho gia đình, để quay lại các toàn bộ khác cho gia đình. Vào hồi 18 giờ trong buổi tối hôm nay, quý vị nhớ ghé đón xem kênh YouTube Lò Vò Cua, hãy cùng cảm nhận những các việc sống đồng, những hình ảnh chất lượng và sắc nét. Và quý vị chúng ta có ai có nhu cầu sử dụng dịch vụ quay phim chất lượng nhất của quê hương Thuận Châu, hãy liên hệ qua anh Lò Vò Cua, và chúng ta hãy cùng nhấn subscribe và đăng ký kênh YouTube Lò Vò Cua để chúng ta cùng cảm nhận và xem vào hồi 18 giờ 00 phút trong buổi tối hôm nay, quý vị nha. Một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn đến quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, và để tạo nên khoảng khắc đặc biệt và ấm cúng trong buổi chiều hôm nay cùng với gia chủ, để chúng ta cùng chúc chia niềm vui, niềm hạnh phúc nhân lên gấp bội lần cùng với gia chủ chúng ta hôm nay, quý vị chúng ta hãy cùng chuẩn bị một chén rượu thật tràn đầy tình cảm, một chén rượu thật là cao quý của mình, để chúng ta cùng cầm ly hướng về trung tâm sân khấu cùng với MC Thúy Lan và Quang Minh. Chúng ta hãy cùng theo khẩu hiệu của Quang Minh, hãy cùng rô thật to, một rô, hai rô và ba chúc mừng chân xa đại ca, quý vị có đồng ý không ạ? Vâng, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng vui lòng, hãy cùng rót thật đầy chén rượu của mình và nâng ly của mình trở về với trung tâm sân khấu, để chúng ta cùng chung chia niềm vui, niềm hạnh phúc cùng với gia chủ chúng tôi hôm nay. Và tất cả quý vị chúng ta đã sẵn sàng hết chưa, anh chị em và cô dì chú bác ơi? Dạ vâng, họ số ba nào kéo cái ly mình lên hết đi quý vị ơi, con nâng ly lên đại gia đình mình ơi, chúng ta đã sẵn sàng hết chưa? Tấn Bình An, vâng, xin được trân trọng chúc mừng cho gia chủ chúng ta trong buổi hôm nay sẽ luôn luôn gặp được nhiều thành công và may mắn cho cả gia đình. Một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng, và một lần nữa chúng tôi cũng xin được trân trọng chúc mừng đến toàn thể quý vị, và xin được cảm ơn với sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị quan khách quý, cũng như là bạn bè thân hữu của gia chủ chúng ta hôm nay đã cùng trở về chúc vui, chúc mừng hạnh phúc cho gia chủ chúng tôi. Xin được kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ luôn luôn may mắn thành công trong cuộc sống và đạt được điểm 10 trong mọi lĩnh vực. Một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng cho toàn thể quý vị chúng ta có một bữa tiệc ngon miệng và vui vẻ. Xin được trân trọng cảm ơn. Thưa mọi người, ngay sau đây trân trọng kính mời tại gia đình chúng ta hãy cùng nhau trở về phía dưới để tiếp cận, cũng như là gửi lời cảm ơn và xin nhận những lời chúc phúc, những lời chúc mừng tới toàn thể quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay.